Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 9 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Người dân cùng chung ý thức bảo vệ tái sinh rừng ngập mặn, góp phần giảm lượng phát thải khí nhà kính. Số ca cấp cứu do pháo nổ dịp Tết Nguyên đán tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Thực trạng sản xuất, mua bán, sử dụng pháo tự chế tiếp tục phức tạp. Không hiểu biết về các chất hóa học gây nên việc pha chế các loại thuốc hóa học không đúng tỷ lệ, không đúng quy trình, dẫn đến việc cháy nổ gây nên những thương tích không mong muốn. Khai mạc hội nghị an ninh Munich với sự tham dự của đại diện từ hơn 100 quốc gia trong bối cảnh cấu trúc an ninh châu Âu đang chuyển biến mạnh mẽ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 16 tháng 2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay tại trụ